Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 6 đến 6,5%, thì khả năng CPI năm 2022 ở mức dưới chỉ tiêu Quốc hội đề ra 4% sẽ hoàn toàn khả thi. Đây là nhận định được đưa ra tại hội thảo diễn biến giá cả năm 2021 và dự báo năm 2022 diễn ra mới đây. Nguyên nhân chính của tình trạng lạm phát thấp trong năm 2021 là do tổng cầu yếu, sức mua bị sụt giảm mạnh, thể hiện qua việc tăng trưởng GDP năm 2021 chỉ đạt 2,58%, trong khi tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng giảm. Với việc nền kinh tế chưa phục hồi hoàn toàn, đồng thời áp lực lạm phát chi phí đẩy từ giá cả các mặt hàng hóa cơ bản trên thế giới chững lại, nhiều khả năng lạm phát trung bình tại Việt Nam trong năm 2022 sẽ chỉ ở mức từ 2 đến 3%. Nếu kinh tế phục hồi tốt, các chuyên gia nhận định lạm phát vẫn có thể kiểm soát trên dưới 4%. Mặc dù năm 2022 được dự báo ở mức thấp, nhưng nguy cơ rủi ro lạm phát đối với Việt Nam năm 2022 đang hiện hữu và còn chịu áp lực tăng trong bối cảnh giá cả thế giới chưa sớm hạ nhiệt. Tâm lý lo ngại lạm phát nhập khẩu có thể đẩy kỳ vọng lạm phát tăng, nhất là trong điều kiện Việt Nam còn phụ thuộc nhiều vào đầu vào nhập khẩu. Trước tình hình ùn tắc xe chở hàng hóa xuất khẩu sang Trung Quốc tại Lạng Sơn, mới đây lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh này vừa ký ban hành văn bản về việc đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chỉ đạo, khuyến cáo tạm dừng đưa hàng hóa lên cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu. Theo đó, để tạo điều kiện cho các lực lượng chức năng của tỉnh Lạng Sơn giải phóng lượng phương tiện đang ùn ứ, tránh gây thêm áp lực cho bến bãi, Lạng Sơn khuyến cáo các tổ chức doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, xuất khẩu, kinh doanh dịch vụ vận tải từ ngày 4 tháng 1 2022 đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tạm dừng đưa hàng hóa, đặc biệt là hàng đang ùn ứ lớn tại cửa khẩu như hoa quả tươi, tinh bột sắn, ván bóc, v.v. lên các cửa khẩu để xuất khẩu sang Trung Quốc. Cùng theo Ban Quản lý Khu Kinh tế, Cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn, hiện Lạng Sơn chỉ thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu tại 3 cửa khẩu là Chi Ma, ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng và cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Với năng lực thông quan xuất khẩu từ 80 đến 100 xe mỗi ngày, tính đến sáng ngày 5 tháng 1, 2022, tổng lượng xe tồn tại các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn là khoảng 2.400 xe. Dự kiến sức mua những ngày giáp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 sẽ không tăng so với cùng kỳ năm trước và chủ yếu tập trung vào các mặt hàng lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng hàng ngày và trong dịp nghỉ Tết. Nguồn cung các mặt hàng hiện nay dồi dào, tỉnh Lâm Đồng cũng đã có kế hoạch chuẩn bị nguồn cung dự trữ hàng hóa và bình ổn thị trường dịp Tết năm nay. Mặc dù dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân, tuy nhiên từ cuối năm 2021 các hoạt động kinh tế đang được hồi phục dần nên công tác chuẩn bị nguồn hàng Tết Nguyên đán đã được các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh chủ động triển khai sớm. Theo đó, nguồn hàng lương thực, thực phẩm tươi sống chuẩn bị dự trữ phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần là trên 1.700 tỷ đồng, kéo dài từ 20 tháng 12 đến hết ngày 7 tháng 2, 2022. Tham gia phương án dự trữ và bình ổn thị trường hàng hóa dịp Tết năm nay có 28 đơn vị và 103 điểm phân phối hàng hóa, trong đó có 3 siêu thị tổng hợp quy mô hạng 2, 13 chợ truyền thống bán lẻ, 1 doanh nghiệp thương mại, 2 chợ đầu mối nông sản, 8 doanh nghiệp xăng dầu và công ty điện lực Lâm Đồng. Song song với việc chuẩn bị nguồn hàng để phục vụ người dân trong dịp Tết, ngành chức năng địa phương cho biết các doanh nghiệp tiếp tục duy trì phương án bảo đảm nhu yếu phẩm thiết yếu đã xây dựng để sẵn sàng ứng phó với dịch COVID-19. Và đẩy mạnh bán hàng qua kênh online, triển khai thanh toán